tướng này nghi lắm nha. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha cho rước em về làm dâu, hay đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói nghinh ngày 25. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói nghinh ngày 25. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách từng trăm năm. Đêm năm mơ, ngày làm thơ, từng rồi nhớ mà cớ sao lòng thân thơ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm xuôi, trời láng chim sáng mười ngày có cực cùng nuôi. Từng mặn nồng yêu đậm sâu, có đất ta hồng thì cũng không làm cho ta xa cách nhau. Em trồng rau, anh cắm câu, tính toán trong đầu, nhất quyết đón về làm dâu. Cha cho rước em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu. Kéo theo đàn trai bưng mâm, coi bói nghinh ngày 25. Nàng ơi anh tới anh đón em về cách từng trăm năm nha. Yeah. Đâu biết ai đâu đúng không? Kết thúc lượt hát đầu tiên. Sự hoang mang. Cái giọng này quen lắm ạ. Quen không? Quen. Hơi sâu, thấy không? Mà hát được giọng miền Tây nha. Giọng miền Tây. Người miền Tây mà. Hồ Việt Trung. Không. Lên Trung đó rồi. Biểu diễn thần thái rất là nhí nhảnh xì tin. Có vũ đạo. Giọng này cao. Cao. Giống y bạn Phát Hồ này nè. Giống Phát Hồ đúng không? Ừ, giống Phát Hồ lắm. Cái luyến nãy anh có cái luyến, mấy cái luyến cao cao á, là y chang rồi đó. Body này không. Nhưng mà không biết là cái này là cố tình hay là giọng thật rồi. Khi mà họ xử lý được nhiều giọng hát á, thì họ có thể hát được rất là giống nghệ sĩ kia trong cái bài tủ của họ, cho nên mình cũng phải cẩn thận kẻ bị mất mưu đó. Tranh thủ hỏi liền. Nói gì thì nói vậy thôi, chứ ở dưới này cũng có biết gì đâu. Trước khi mình trò chuyện thì mình phải biết họ là ai đã. Hãy nhìn vào biểu cảm dưới đây nha, chuẩn bị nha. Xin mời mở mặt nạ đi ạ. Đó chính là wow. Em nghi từ ban đầu, anh tin em không? Thiệt hả? Tại vì em nhìn cái chỗ này nè, có lông. Ủa sao nãy không nói, bây giờ rồi mặt ra mới nói em nghi từ ban đầu. Dạ em sợ lộ. Ca sĩ mà chỗ này có lông là chị Akira nè, với lại một số người. Rất là ít người có lông. Những người có lông là những người đẹp trai. Đẹp trai. Thì có hình như anh Ung Hồng Phúc. Anh đã nghĩ tới là gia đình có một cái truyền thống ba đời làm ca sĩ, mà nhân vật bí ẩn là một nhân vật thế hệ thứ ba, trẻ tuổi đẹp. Trẻ tuổi luôn. Dạ. Là cái thời mà ngày nhà xưa. Nhà tôi ba đời làm ca sĩ. Là lúc anh em mình chưa đi hát đúng không? Dạ đúng. Mà không? Em cho anh thêm một cái gợi ý là gợi ý vàng, đảm bảo không ai biết. Sao em biết? Tại vì đây là một cái nam ca sĩ nha. Hoặc nam là nam diễn viên nào đó mà. Hoặc là nam. Lúc mà em Vũ mới đi hát. Okay. Lúc mà em Vũ mới đi hát là anh em mình có gặp ảnh. Wow. Lúc mới đi hát thôi chưa? Dạ. Lúc mà em mới đi hát em sẽ gặp anh và gặp ảnh luôn. Đó. Có thu bên nhà bên phòng thu em chưa? Có, anh thu rất nhiều và rất hay, phòng thu rất đẹp. Giống nói không giống thôi. Nhớ chi tiết con nhà nào nha, 1967 nha. 1967 là cái thời đó đó. Là cái thời anh em mình chưa đi hát nè. Chưa sinh ra. Chưa sinh ra luôn. Sinh ra đúng rồi. Thì cái lúc đó là cải lương hả anh? Cải lương. Nhiều lắm anh. Có thể là cải lương, có thể là tân ca, tân giọng cổ, hoặc là nhạc dân ca cũng có nữa. Không, dân ca lúc đó như chưa sao em. Anh này có đá banh luôn. Có đá banh luôn. Ê, hôm nay sao cái tiết mục của mình liên quan tới đá banh không hả? Không. Bây giờ là anh còn trẻ đúng không? Trẻ mang luôn. Cho em hỏi. Nói chuyện luôn. Hỏi. Anh trai. Chu Bin ơi, bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Lại bạn nữa. Nè, em cho anh thêm một thông tin nữa. Năm 1967 là nói về cái người cha của người đó nổi tiếng. À, rồi anh hiểu. Người này là thế hệ sau. Cho em hỏi nè, bên kia là có nghĩa là chắc là bằng tuổi em thì mới gọi em bằng bạn Bin, bạn Chu Bin phải không? Đúng rồi. Bạn cho nhiều cũng được. Cho bao nhiêu cũng được. Chu Bin có nhớ ngày xưa chú Bin hay nhớ nhà, hay ghé nhà tôi không? Cái câu như hờn dỗi biết như vậy mà nhận không ra là lạ lắm rồi nha. Mà anh đi với em nó mới ghê. Ôi, có luôn hả? Anh có vợ chưa? Mình có vợ rồi. À, có con chưa? Có ba con. Ba con hả? Ba con.
chú Bi nhận ra mình chưa? Đó, tụi vậy luôn mà còn không nhận ra nữa. Anh tới nhà mà có ba con luôn rồi là khoanh vùng liền, mình khoanh vùng. Ba đứa gái nữa. Anh ơi cho em hỏi nè, anh là ca sĩ hay diễn viên? Mình là đa hệ. Ba hệ. Đa hệ luôn. Thế nào là cũng vô hết. Rồi diễn viên có, ca sĩ có. Có luôn. Hỏi hát thể loại nào? Ừ đúng rồi. Anh hát thì nào là em loại nào anh? Hero nè. Hip hop nè. Hip hop luôn. À, cải lương nè. Cải lương luôn. Những cái thông tin quan trọng đó. Đó. Phát hiện ra mình chưa? Có nhà nội. Nói vậy mà phát hiện không ra là đây. Lạ lắm nè. Bữa em thấy anh Kim Tử Long là rap luôn nè. Những người đá banh được không. Mà hát cải lương được. Nhưng mà anh Kim Tử Long là không có đá banh nha. Có cái tên nào chưa? Em thì đang trong tầm ngắm như là anh Long đẹp trai nè. Đúng, không phải con nhà nồi nha. Ngày xưa chú Biên cứ nhớ là chú Biên ghé nhà mình tâm sự với mình một câu là mình nhớ hoài. Có ghé tâm sự luôn. Anh ơi, em vào nghề cũng lâu rồi mà em chưa có vừa ý, cho nên hôm nay em chưa có người yêu. Bữa nay bạn có chưa? Là ngày xưa em có tâm sự với anh rồi hả? Có, ta mới nói đó. Ta nói như vậy á, mình nhổ không ra là lạ lắm rồi nha. Cái giọng này dẹo quá vậy ta. Giọng này dẹo quá. Không, giọng nào qua đó cũng vậy hết trơn á, không ai dẹo đâu. Do cái giọng qua cái micro bị dẹo. Rồi, cho một cái tên đi ạ. Cho một cái tên đi ạ. Quá nhiều thông tin rồi. Đá banh thì có mấy anh em như là anh Hồ Việt Trung này, Châu Quẩy Phong này. Em đang phân tích. Mình phân tích. Hồ Việt Trung ơi, em có coi số này không em? Cho thông tin quan trọng. Người này hát nhạc chế một cái bài rất là hay. Thôi, cho một cái tên đi ạ. Có cần nghĩ không? Thôi, nghĩ nhiều rồi anh. Trường Giang mà gọi bằng anh luôn. Nhưng mà cậu em biết, không biết, cậu biết. Trường Giang đang biết. Diễn. Đây là người đàn anh. Và người này chả bao giờ đụng chạm tới ai. Nhiệm vụ của ảnh là ảnh luôn nghĩ trong đầu là đi hát, phục vụ khán giả. Lên sân khấu là cháy hết mình. Và đồng trăng lứa hay trên hay dưới, ảnh đều thân thiện với nhau hết. Lộ hết rồi, anh nói như là lộ hết rồi. Vậy thôi chứ. 4, 3, 2, 1. Chơi dở quá. Ai mà em có thể tâm sự mà lâu nữa gì. Con nhà nồi, 1967. Có mở rồi, ma con. Hai nhạc chế rất hay, hát nhạc chế ra cái âm thanh mình không tin luôn. Anh Kim Tiểu Long. Thì từ nãy giờ em nghĩ được có mỗi cái tên anh Kim Tiểu Long với anh Long đẹp trai á. Quyết định. Anh Long đẹp trai. Ok. Long đẹp trai. Ok. Anh trời môi mà. Anh Long lên. Nhạc nhạc sập sình, không khí tân hôn lính đình, ai cũng si tầm đối mình, nhìn tụi nó tinh bề bình. Nhậu sáng đêm, giữa năm đếp bè năm lịch con, đầu phụng ân ai, lo cốt lo cây kiếm tiền đôi con. Hai nhà ta, nay thành xui, thêm thằng cu hay cô công chúa là càng vui. Lo mừng ăn, không là tiêu, anh em chi cốt đừng rủ chơi bời tôi còn vợ y. Còn thơ yêu em đến răng lòng bạc đầu. Đến bao ngày xuân đi qua, xin phép gia đình mẹ cha, duyên cớ hai nhà làm dâu, hai đứa sau này làm dâu. Kéo theo đàn trai mừng mừng mong, coi mỗi ngày ngày 25. Nàng ơi anh tới anh đón em về kết tình trăm năm. Em đón anh về nha. Kéo theo đàn trai bước
em khỏe không Bin? Em khỏe lắm anh trai ơi, em không bao giờ em có thể nghĩ ra là anh nữa. Nãy giờ em bị anh lừa sâu quá. Sâu quá. Chào em Trường Giang. Dạ, em chào anh. Như vậy là ca sĩ Chú Bin không đoán được ca sĩ chết thang. Trời ơi.